Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Hợp tác xã Nông nghiệp Hi-Tech nha mọi người. Mình là Minh, là kỹ sư của Hợp tác xã Nông nghiệp Hi-Tech. Hiện nay là mọi người nhìn kia kìa, trời là đang muốn mưa rồi. Đặc biệt là bây giờ đang vô mùa mưa nữa. Thì mùa mưa là cái mùa mà cây hành rất là khó chịu đối với cây hành. Thì hôm nay là mình sẽ cùng nhau mà mình trao đổi về một cái chủ đề, đó là bệnh trên cây hành này từ đâu mà ra. Thì khi mà mình biết được cái bệnh từ đâu mà ra đó, thì bắt đầu mình sẽ quản lý tốt được cái bệnh, mình ngừa trước được, thì như vậy thì cái thiệt hại về năng suất của mình nó sẽ được giảm đến mức là tối thiểu nha mọi người. Thì giống như mọi người thấy đây nè, đây là cái ruộng hành của chỗ chú Thua. Thì hiện tại là cái đọt hành nó đang bị cháy nè, mày thấy cái đọt hành nó đang bị cháy không, nó hơi vàng nè. Thì cái đọt hành vàng như thế này á là biểu hiện là cây hành nó chuẩn bị bệnh rồi. Thì do nó mới vàng nhỏ, cái đọt nhỏ mọi người thấy không, nó mới có chớp nhỏ thôi. Thì đầu tiên đó, thì mình chia sẻ với mọi người, để mà cây hành mà bị bệnh á thì nó phải có ba cái yếu tố đồng loạt xảy ra thì cây hành mình mới bị bệnh được. Cái yếu tố thứ nhất là cái mầm bệnh, nó phải có cái mầm bệnh trước đã. Thì cái mầm bệnh này nó nằm ở đâu? Thì như mọi người biết là hành là rau ăn lá, thì cái mầm bệnh nó nằm khắp trong không khí mình vậy nè. Khi mà gặp một cái điều kiện bất lợi á thì mầm bệnh nó sẽ tấn công vào. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất là phải có mầm bệnh. Cái yếu tố thứ hai để mà cây hành bị bệnh là cây hành của mình nó phải là đang không được khỏe, hoặc là nó đang thiếu dinh dưỡng. Thì khi mà giống như cái cơ thể mình vậy đó, cây hành với mình cũng như nhau. Nếu như mà cơ thể mình yếu thì mình sẽ rất là dễ bị bệnh. Còn cây hành mà khỏe thì hầu như là rất ít bị bệnh. Và cái điều đặc biệt thứ ba nữa là mọi người hay lầm tưởng chỗ này. Mọi người nghĩ là phun thuốc sâu nhiều, thuốc bệnh nhiều thì cái hành mình nó sẽ không bị bệnh, nhưng mà cái này là cái quan niệm sai lầm nha mọi người. Đối với bản thân mình thì mình thấy là cái này là nó chưa chính xác lắm. Khi mà mình xịt nhiều thuốc sâu, nhiều thuốc bệnh vô á thì làm vô tình bệnh nó có thể hết đó, nhưng mà nó lại làm cho cây hành của mình nó yếu đi. Yếu đi thì mình sẽ giải thích yếu như thế nào. Mọi người cứ hình dung cây hành là cái bộ hành là cái cơ thể mình đi. Nếu như cái cơ thể của mình mà ngày nào mình cũng uống thuốc tây hết, sáng mình uống thuốc ho, trưa mình uống thuốc cảm, tối mình uống thuốc đau bao tử, ngày nào mình cũng uống, mình uống liên tục ngày này qua ngày kia, thì mọi người thấy cái cơ thể mình làm sao mà khỏe được đó. Thì cơ thể mình không khỏe thì mầm bệnh nó sẽ tấn công vô rất là nhanh. Thì đó là nếu mà hội tụ được ba cái yếu tố đó thì mầm bệnh cái hành của mình nó sẽ bị bệnh liền. Vậy thì giống như trên cái đám hành này nè, thì mình sẽ xử lý như thế nào khi mà mình biết được ba cái yếu tố đó? Thì đầu tiên là bị bệnh thì trước mắt là mình phải xịt cho đứng bệnh cái đã. Khi mà đứng bệnh xong, bắt đầu mình sẽ chuyển sang giai đoạn gọi là giai đoạn hồi sức cho cây hành. Hồi sức cho cây hành thì thường mình sử dụng gì? Thường á là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm là cái KH cộng với cái chai Seaweed 15 năm của bên mình đang phân phối. Thì để mục đích là mình dưỡng lại cho cây hành sau khi một đợt cây hành bị bệnh, giống như là khi mà cơ thể mình bị bệnh đó mọi người. Rồi bắt đầu mình uống thuốc xong hết bệnh thì bắt đầu mình phải ăn cháo vô nè. Rồi ăn nhiều rau, nhiều trái cây vô nè. Thì bác sĩ khuyên đó, thì trái cây á nó cũng giống như là cái KH và cái chai 15 năm của mình vậy đó mọi người. Tại vì nó là thuần tự nhiên, nên là để dành chuyên cho dưỡng những cái hành nè, giai đoạn sau này nè, sau khi mà mình xịt bệnh xong. Thì cũng nhân đây là tiện đây thì thôi, cũng xin thông báo cho mọi người luôn. Thì hôm nay là mình có biên soạn xong cái cuốn là sổ tay canh tác cây hành chi phí thấp và năng suất cao. Thì cái cuốn sổ tay này là do mình và rất nhiều anh nông dân nữa là tổng hợp được từ kinh nghiệm của rất là nhiều người, là kinh nghiệm trồng hành. Thì trong này nó có đầy đủ tất cả luôn. Thì giới thiệu về tất cả cây hành và một số loại thuốc mà hiện tại đang rất là hiệu quả trên cây hành. Giống như ở đây là cái thuốc sâu là mình có cái Rimon. Mọi người thấy nè, cái Rimon. Thì mình sẽ nêu rõ cái công dụng của Rimon hơn ở trong này. Rồi thêm nữa là cái thuốc Oka là cái bộ mới mà mình phát hiện nè, để mình trị cái trái đọt này nè, mà nó sẽ xanh cái đọt này lại luôn. Rồi tiếp nữa là cái Damsi. Thì Damsi chắc mọi người biết nhiều rồi. Thì tất cả những thông tin đó sẽ được tổng hợp vào đây. Và đặc biệt như nè, nó có một cái cách thì làm thế nào để hành tăng năng suất 30-50%. Thì cái này là mình cũng có chia sẻ trong cuốn này luôn. Thì cuốn này mình không có bán. Khi mà mọi người mà mua hàng online bên mình đó, thì bên mình sẽ gửi kèm tặng mọi người luôn. Thì cứ một đơn thì mình sẽ gửi tặng một cuốn như thế này, để về mọi người tham khảo. Rồi mọi người dựa vô đây nè, thấy cái nào hay, hữu ích thì mình áp dụng. Còn mình thấy chưa hay, chưa phù hợp với mình thì thôi mình không áp dụng, không sao hết. Thì đây là cái kinh nghiệm thực tế tại chỗ mình và chỗ khu vực của mình. Thì cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì hôm nay cũng xin thông báo với mọi người luôn.
thì sau này mình sẽ bắt đầu là mình livestream để mình trao đổi trực tiếp với mọi người. Thì cái lịch livestream thì để mình sắp xếp lại rồi mình thông báo với mọi người để mà mình trao đổi trực tiếp một một với bên mình với mình luôn, thì mình sẽ biết gì mình chia sẻ đó, chia sẻ hết tất cả những cái mình biết để giúp làm sao cho mọi người có một cái vụ hành mà bội thu, năng suất thì cao nhưng mà chi phí thì lại thấp. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.